chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trở Về Việt Nam nhé. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục review cho mọi người xem những hình ảnh về inox 304. Mình đang đo và cắt hàng cho khách nên là mình quay cho mọi người xem luôn nhé. Đây là những cây đặc inox 304 P15. Đây, cái thước này thì nó chạy quá mọi người. Thước này thì mình mua nó có 100.000 thôi, nó rẻ quá. Nên là mình nghĩ là chắc sai số của nó cũng nhiều, nó chạy quá. Đây thì mình cũng có đo làm nhiều điểm đây, đo nhiều điểm nhiều cây thì thấy nó cũng xem nó khoảng 14.96, 14.97, 14.95. Chắc là mình phải mua cái thước khác thôi, thước này thì nó không ổn định lắm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.